Giá xe Subaru Forester 2022 lăn bánh và những khuyến mãi mới nhất. Sau khi nhà máy lắp ráp mới của thương hiệu Subaru khánh thành tại Thái Lan, Forester dành cho thị trường Việt Nam sẽ không còn được nhập khẩu từ Nhật Bản như trước nữa. Thay vào đó, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ có xuất xứ từ Thái Lan để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Subaru Forester 2022 mới nhất được phân phối với 3 phiên bản có giá niêm yết lần lượt là Subaru Forester 2.0 IL giá 969 triệu đồng. Subaru Forester 2.0 IL ISI giá 1 tỷ 099 triệu đồng. Subaru Forester 2.0 IS ISI giá 1 tỷ 199 triệu đồng. Để nắm rõ hơn thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi trong tháng này, cũng như giá xe Subaru tại Việt Nam sau giảm giá, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đại lý bán xe Subaru trên toàn quốc. Nếu muốn mua Subaru Forester, trả góp bạn có thể tham khảo gói vay của đại lý hoặc các chương trình hỗ trợ của ngân hàng với mức lãi suất từ 7,3 đến 9,9% và tỷ lệ cho vay lên tới 85%. Với nhóm ngân hàng trong nước thời gian cho vay có thể lên tới 8 năm. Sau đây là giá lăn bánh của mẫu xe Subaru Forester 2022 mới nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tùy từng khu vực giá lăn bánh sẽ khác nhau. Tại Hà Nội, Subaru Forester 2.0 IL giá 1 tỷ 107 triệu 660.700 đồng. Subaru Forester 2.0 IL-I sai giá 1 tỷ 253 triệu 260.700 đồng. Subaru Forester 2.0 isi i sai giá 1 tỷ 365 triệu 260.700 đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Subaru Forester 2.0 IL giá 1 tỷ 088 triệu 280.700 đồng. Subaru Forester 2.0 IL-I sai giá 1 tỷ 231 triệu 280.700 đồng. Subaru Forester 2.0 ISI sai giá 1 tỷ 341 triệu 280.700 đồng. Tất cả các phiên bản của Subaru Forester 2022 đều có kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4.625mm, chiều rộng 1.815mm, chiều cao 1.730mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Chênh lệch giá bán chỉ dựa trên khác biệt về các tiện nghi, tính năng an toàn. Subaru Forester 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn, với những chi tiết mạ chrome màu tối mới. Cụm đèn pha sắc xảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều. Giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C bên trong cụm đèn pha vẫn giữ nguyên thiết kế, như cũ. Trong khi đó, cản trước mới với tấm ốp gầm màu bạc dày dặn bên dưới. Ở hai góc cản trước còn có thêm hốc đèn sương mù mới, với ba nan mạ chrome trang trí. Nhìn từ phía bên hông, Subaru Forester trông trường dáng và khá bề thế, vòm bánh xe nẹp nhựa đen cùng khoảng gầm sáng cao, bộ vành hợp kim mới với đường kính 18 in thiết kế 5 chấu kép và sơn hai màu cá tính, giúp tổng thể khỏe khoắn và thể thao hơn. Đuôi xe được thiết kế hài hòa với cụm đèn hậu bản to, thềm bậc lên xuống ở cửa hậu nhô ra hẳn ra sau tạo cảm giác nam tính, mạnh mẽ. Subaru Forester có 7 màu sơn ngoại thất tùy chọn, bao gồm nâu đồng, xanh rêu, xám bạc, trắng ngọc chai, bạc, đen và xanh da trời. Riêng ba màu nâu đồng, xanh rêu và xám bạc đều là màu sơn mới. Thiết kế nội thất xe Subaru Forester mang đến vẻ hiện đại. Vô lăng đa chức năng điều chỉnh ba hướng, bọc da và tích hợp nút bấm giúp người lái tiện sử dụng. Toàn bộ ghế ngồi trên các phiên bản đều được bọc da cao cấp, điều chỉnh 8 hướng và hàng ghế sau gập 60-40, tựa tay hàng ghế sau có chỗ để ly tiện ích. Subaru Forester được trang bị khá nhiều công nghệ hiện đại, có thể kể đến như màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 8 in kết nối Apple CarPlay Android Auto, phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa. Subaru Forester bán ra tại Việt Nam ở cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít, 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Trang bị hộp số đi kèm là loại tự động vô cấp Chanix CVT, phối hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong phân khúc SUV, Subaru Forester 2022 sở hữu nhiều công nghệ an toàn bậc nhất. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight 4.0 mới, bao gồm 9 tính năng. Sở hữu bộ stereo camera tiên tiến, EyeSight 4.0 mang đến 3 tính năng an toàn mới cho xe, bao gồm hệ thống đánh lái tự động khẩn cấp, hệ thống định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường trong đó tính năng đánh lái tự động khẩn cấp được tích hợp với hệ thống phanh phòng tránh va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ưu điểm khu vực hành lý và ghế ngồi rộng rãi vận hành tiết kiệm nhiên liệu hệ dẫn động bốn bánh avkd là trang bị tiêu chuẩn an toàn va chạm ấn tượng nội thất chất lượng cao ngồi lái êm ái nhược điểm động cơ chưa mạnh mẽ hộp số cvt chưa thực nhạy bén tiếng ồn gió ở tốc độ cao là một trong những mẫu crossover hạng C xuất sắc nhất trong phân khúc, Subaru Forester có nhiều ưu điểm hấp dẫn hơn là các nhược điểm. Giờ đây với giá xe Subaru Forester 2022 trở nên hợp lý hơn, nó chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.